Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 26 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Hôm nay khá thoải mái, dễ chịu với con giáp tuổi Tý khi có thực thần nâng đỡ. Dường như bạn không phải đối mặt với bất cứ nỗi lo lắng hay thách thức nào, nhưng như thế không có nghĩa rằng bạn có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ. Vấn đề là bạn sẽ phải hướng tới những thay đổi và sẵn sàng cho sự chuyển mình khi cần thiết đấy, thay vì thái độ thụ động. Có thể thời gian qua bạn đủ may mắn nên bạn không phải nỗ lực nhiều, tuy nhiên, một khi bạn kết hợp được chúng với sự sáng tạo và nhiệt tình của mình thì kết quả sẽ càng tốt hơn nữa. Theo lịch vạn niên, xem ngày tốt theo nhị thập bát tú khuyên bạn nên làm những việc này trong ngày hôm nay, khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh kim, đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại. Công việc này sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa, hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh thủy. Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng, hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa. Vận mạng, gia đạo hanh thông và hòa thuận, hoặc nhà có tin vui, tiệc tùng, đình đám, có khách đến. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó, chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng, và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh thổ. Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, kết bạn, đính ước, tiệc tùng, cuộc vui. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên chần chờ khi cơ hội đến. Mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hùn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Sửu. Tam hợp mang tới chuyện tình cảm tốt đẹp cho con giáp tuổi Sửu. Thay vì tập trung cho công việc quá nhiều, ngày hôm nay, hãy hướng đến gia đình, người thân yêu. Đây là cơ hội để bạn hâm nóng lại ngọn lửa yêu đương với người mà bạn gắn bó, hoặc đơn giản hơn là dành thời gian cho các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Đây có thể là cơ hội để bạn tìm kiếm một đối tác phù hợp đấy. Thiên ấn dự báo những tiếng cười, những sự khích lệ sẽ truyền năng lượng cho con giáp tuổi Sửu hôm nay, vậy thì hãy sử dụng nguồn lực ấy một cách tích cực nhất mà bạn có thể ngày hôm nay nhé. Đừng căng thẳng, đừng làm mọi việc trở nên rối rắm không cần thiết nhé. Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh hoặc người thân trong gia đình. Bạn nên ý thức cao hơn trong việc chăm sóc bản thân, dù là việc nhỏ cũng phải xem xét kỹ lưỡng, không nên chủ quan trong vấn đề ăn uống và giờ giấc thực hiện việc ăn, ngủ mỗi ngày. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim. Không nên nản chí khi phải gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc, cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu, không tốt, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại. Cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt, dễ đem đến sự phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn, chưa phải là lúc tiến lên. Cũng nên dè chừng những nguồn tin, e rằng sự xấu còn hơn. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình, hoặc nghe tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn.
hao tốn về mua sắm, quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc đều không tốt, chớ nên tìm kiếm bày vẽ thêm chỉ mang lại nhiều rắc rối, u sầu. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Làm việc gì cũng không nên hấp tấp vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đình đám, có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc, ăn uống. Cần phải dè dặt khi có lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm, hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro, lỡ bước. Không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có quý nhân giúp đỡ, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Dần. Dần Tỵ tương hại nhắc nhở con giáp tuổi Dần cần phải có trách nhiệm hơn trong những hành động của mình ngày hôm nay, nếu bạn muốn giải quyết mọi công việc đâu vào đấy. Đừng trì hoãn những công việc mà bạn đã hứa hẹn, hoặc giải quyết chúng thiếu cẩn trọng, bởi vì đó hoàn toàn không phải là một giải pháp hay. Chính tài điểm báo cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Dần được hanh thông, thuận lợi. Một số người còn có may mắn trả được hết nợ nần, chút được gánh nặng bấy lâu mà bạn mang trên vai trong suốt thời gian qua. Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay là ngày để bạn xích lại gần hơn với bạn bè, người thân. Bạn có thể chia sẻ với họ những trăn trở, những muộn phiền về những ưu tư trong lòng, và nhờ thế bạn sẽ được họ xoa dịu, được họ hỗ trợ. Mối quan hệ cũng nhờ thế mà trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều đấy. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Cần phải gặp quý nhân hoặc người trên của mình để hỏi ý kiến, hoặc chờ đợi tin tức khác. Nên ra ngoài xem xét không nên ngồi tại chỗ. Nhưng khi quyết định thì phải có tính cương quyết, mạo hiểm. Nên hoàn trả tiền bạc đến hạn kỳ hoặc các đồ đạc vật dụng không còn thích hợp. Trong vấn đề tình cảm nên có thái độ dứt khoát, có tin tức, hoặc lời nhắn của bạn bè, thân nhân ở xa về chuyện tình cảm, chuyện của người xưa. Hạp các nghề nhiếp ảnh, vi tính, gia công chế biến, thời trang, siêu thị, kiến trúc, địa ốc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày gặp những chuyện không tốt, mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết. Không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại, và còn bị vướng mắc lôi thôi. Đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có tin buồn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước, giao kết. Nếu có lời mời hùn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ, có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả, miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn hoặc bất đồng ý kiến. Nên nhẫn nại tương lai sẽ có kết quả như ý. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết. Ngày có nhiều tin tức, sự việc đến phải lo, bận rộn. Cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước, hẹn trước. Có tin buồn. Cẩn trọng khi di chuyển, sử dụng xe cộ máy móc. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Mão.
Hôm nay liên quan đến những may mắn về tài chính với con giáp tuổi Mão dưới sức nâng đỡ của thiên tài. Dường như bạn đòi được một khoản tiền nào đó, hoặc thu được lợi nhuận từ một khoản đầu tư nào đó. Tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu một cách phóng tay, thiếu tính toán nhé. Mộc hỏa tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt. Sau một tuần bận rộn thì hôm nay là ngày để bạn thả lỏng và thư giãn một chút. Những bộ môn tập luyện như yoga, bơi lội, sẽ giúp cho tinh thần bạn được thư giãn. Đây cũng là ngày để kết nối với tâm hồn, với giá trị cốt lõi của chính bạn. Xem tử vi ngày hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 17 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Bản mệnh nhớ tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức. Nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm, hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở, hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm. Có tin về tang ma, đau ốm, tai nạn và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc, vui chơi. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít. Ngày có sự họp mặt, tiệc tùng, gặp bạn, vui chơi. Có tài lộc, hao tốn về mua sắm. Có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày. Kết quả công việc còn chậm. Gặp lại người cũ. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Khéo léo trong cách giải quyết công việc, thay đổi phương hướng, đi xa, di chuyển, rời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Kiêng kỵ thư kiện, tranh cãi, rời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, mong cầu về tài lộc. Mọi việc mong cầu mà có sự trắc trở trước thì có sự thuận lợi sau. Ngày có sự họp mặt, hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi Thìn. Chính ấn là cơ hội để con giáp tuổi Thìn hôm nay có thể kết nối một cách chặt chẽ hơn với tâm hồn, mong muốn, kỳ vọng của bản thân mình. Điều này cũng khuyến khích bạn hướng tới những thay đổi tích cực cho đời sống. Vậy thì bạn còn chần chờ gì mà không dấn thân để khẳng định mình chứ? Ngũ hành tương sinh rất tốt cho vận trình tình cảm của bản mệnh, nếu có khúc mắc gì chưa được giải quyết thì lúc này bạn nên xử lý trong ngày này. Hôm nay hai người rất dễ dàng, thuận lợi trong việc tìm tiếng nói chung, căng thẳng sẽ sớm được hóa giải. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ. Nên thay đổi tình trạng, hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, rời chỗ. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm. Hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình. Nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Ngày xấu, càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách oán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình, chưa hẳn đã là phù hợp. Mọi việc chưa có thể kết thúc. Nên chờ vào một dịp khác, có tài lộc nhỏ,
Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Không nên hấp tấp vội vàng tiến lên dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt hoặc có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm đồ đạc, vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý. Có tin về công việc đã kết thúc, hoặc có tin mới về việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt. Ngày có sự hao tốn về sửa chữa, mua sắm. Có tin tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Tỵ. Trực giác của con giáp tuổi Tỵ ngày hôm nay vô cùng nhạy bén và hiệu quả dưới sự tác động của chính quan, vậy thì hãy sử dụng chúng một cách hữu ích nhất cho công việc của mình nhé. Bạn hãy để chúng mách nước cho bạn những thông điệp giá trị, khi bạn đứng trước những ẩn số, khi bạn đang cảm thấy tò mò về bất cứ điều gì nhé. Hỏa khí vượng không tốt cho các mối quan hệ và sức khỏe của bản mệnh cũng không được tốt. Bạn nên chọn lựa đồ ăn thích hợp trong thời tiết nắng nóng như những ngày này, nên ăn đồ mát, tránh đồ cay nóng hoặc lẩu nên dành cho những ngày mát mẻ hơn. Đừng quên gia đình là chốn nương náu, đem lại cho bạn những khoảnh khắc thư giãn, những phút giây yên bình. Hôm nay là cơ hội để mang đến những điều bình dị như vậy cho những người thân yêu, hoặc đơn giản là dọn dẹp lại phòng ốc thêm ngăn nắp, gọn gàng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động hoặc góp ý kiến. Sự việc sẽ không có kết quả nhanh chóng như mình đã nghĩ và chưa chắc ý kiến thật lòng của mình không bị hiểu lầm. Sự mong cầu về tin tức, tài lộc còn chậm. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, hoặc có đình đám. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên, có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải nên dè dặt tuy không phải là xấu, nhưng thêm một chuyện không tốt bằng bớt đi một chuyện sẽ không có kết quả. Nên tu bổ, sửa chữa hoặc xem xét lại các việc cũ. Có tin buồn, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ngọ. Tam hội dự báo hôm nay liên quan đến các hoạt động gặp gỡ, tương tác. Đòi hỏi tuổi Ngọ cần phải có sự chú tâm xử lý công việc sao cho hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ dành nhiều thời gian cho các thương thảo, các cam kết mà bạn chưa thực hiện trọn vẹn, và điều này là hoàn toàn cần thiết nếu bạn muốn có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Thiên quan nhắc nhở hôm nay sự tự phê bình và tạo động lực cho bản thân là thực sự cần thiết cho con giáp tuổi Ngọ, nhưng đừng quá mức, nếu không bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản và bùng nổ đấy. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh việc hành xử trẻ con, ích kỷ, nếu không mọi người sẽ xa lánh bạn đấy. Hỏa khí vượng không hề tốt cho sức khỏe, nhất là những người lớn tuổi hoặc trẻ con nên hạn chế đi ra đường trong những ngày này.
Nếu có thể nên dành phần lớn thời gian ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim. Không nên theo đường lối cũ, đã đến lúc phải thay đổi mọi việc về phương hướng cũng như về tình cảm. Ngày của sự đáo hạn, đính ước, hẹn ước, kết thúc công trình, giai đoạn. Có tin xa, tiền bạc vào ra thất thường, hoặc có mà chưa đến tận tay. Nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy. Mọi sự đều thay đổi. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa. Thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe, việc làm. Có sự họp mặt, hội ngộ với bè bạn, người thân. Có tin xa, có khách, người có vai trò quan trọng đối với mình đến. Tài lộc trung bình, tiền đáo hạn, định kỳ. Việc đi lại, di chuyển nên đề phòng rủi ro, tai nạn nhỏ, hoặc đi mà không vừa ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc. Ngày có chuyện vui nhỏ hoặc có tin tức ở xa. Không nên nhúng tay vào chuyện người khác chỉ đem đến thị phi, tranh cãi. Mong cầu tiền bạc tuy có nhưng không nên tham vọng. Có tin buồn về tai nạn, đau yếu hoặc công việc làm ăn bị thất bại của người thân, bè bạn. Có cuộc đi ngắn, hao tài về sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Mùi. Tam hội cho thấy hôm nay con giáp tuổi Mùi đánh dấu bởi sự kết thúc, hay khởi đầu của mối quan hệ tình cảm nào đờ. Dường như bạn có xu hướng hành xử theo cảm tính và đưa ra quyết định dựa trên chính những cảm xúc của bạn, thay vì để ý bất cứ yếu tố nào khác. Nhờ có thiên ấn mà ngày chủ nhật này con giáp tuổi Mùi không sẵn sàng cho bất cứ việc lập kế hoạch hay dấn thân vào hành động nào, nhờ thế bạn có thời gian cho những cảm xúc cá nhân, cho những giấc mơ của riêng mình, và điều này hoàn toàn là phù hợp trong những ngày cuối tuần. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, vì thế, thay vì một mình ôm lấy mọi trách nhiệm và rồi mệt mỏi vì quá tải, tại sao bạn không thả lỏng và thư giãn một chút? Hãy chia sẻ công việc với mọi người để được sự hỗ trợ của họ, còn bạn thì thả lỏng một chút nhé. Đây là ngày để xây dựng các mối quan hệ. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh Kim. Sức khỏe không tốt, có nhiều sự lo âu về công danh. Tài lộc cũng như về tình cảm có sự thay đổi bất ngờ, hoặc nghe được tin tức về chuyện này. Có tin buồn, nếu có tiệc tùng đình đám, hò hẹn, vui chơi cũng không được như ý. Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, tiền định kỳ. Sự mong cầu về tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh Thủy. Mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ sửa chữa. Mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn. Có tin xa, ngày không nên mưu cầu, hoặc giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh Hỏa. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít. Nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn, có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc. Có sự hội họp gặp gỡ, đình đám, vui chơi. Có tin buồn, có tài lộc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Có cuộc đi ngắn hạn hoặc có tin tức ở xa. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện không tốt. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu cần phải giải quyết.
nên nhẫn nại trong sự giao thiệp, gặp gỡ, sức khỏe không tốt. Trong nhóm có người nhiều ý kiến mà không có trách nhiệm. Tử vi tuổi Thân. Thân tỵ tương phá là dự báo không tốt cho những vấn đề bạn dự định làm trong ngày này, nếu vẫn cố tình làm thì dễ bị sai sót, nhắc nhở. Bạn có thể rời sang thời gian khác để thực hiện việc quan trọng, còn ngay từ bây giờ bạn nên có khâu chuẩn bị thật tốt. Kiếp tài nhắc nhở nếu con giáp tuổi Thân chịu khó vận động và cho mình một ngày bận rộn thì chắc chắn là bạn sẽ có được những phút giây rất hiệu quả ngày hôm nay. Ngược lại, nếu bạn lười biếng và không chịu vận động thì những phút giây đi qua sẽ thực sự rất phí phạm đấy. Kim hỏa xung khắc cho thấy, guồng quay của đời sống thường nhật có thể khiến cho bản mệnh cảm thấy chán nản, uể oải, nhưng đó là một điều cần thiết, nhất là khi bạn muốn giải quyết các công việc thực tế còn dang dở. Khi bạn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi thì bạn sẽ có thời gian làm điều mình muốn mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Dù có quý nhân, bè bạn, cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình, hoặc có tin tốt, cũng không nên hấp tấp hành động sẽ không có kết quả trọn vẹn. Việc cầu tài thì khó khăn, phải có sự tiêu hao, hoàn trả chi dụng những việc cần thiết, đáo hạn. Nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện. Tiền vào nhanh ra nhanh, có món lợi nhỏ. Dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu. Có sự phật lòng nhỏ hoặc không vừa ý trọn vẹn, đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Tốt hơn là nên giữ hòa khí. Thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần. Mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt, hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định, tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Còn đám mây mù che khuất. Mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả, nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc, hoặc gặp nhiều sự khó khăn trắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hảo, và biết chia sẻ. Tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm. Tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có tam hợp mà con giáp tuổi Dậu đã có thêm niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Có thể vì đối phương hôm nay rất chiều theo những sở thích của bạn, thậm chí là điều ngô nghê nhất. Một số người độc thân hứa hẹn có tình yêu đẹp khi cách bạn thể hiện khá phù hợp trong việc lựa chọn một nửa cho mình. Nếu con giáp tuổi Dậu không muốn phải đối đầu với những điều bất ngờ kém thú vị trong ngày có tỷ kiên thì cách tốt nhất là hãy có sự chủ động, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề ngày hôm nay. Bạn cũng nên thực hiện những lời hứa mà bản thân đã đưa ra, thay vì chỉ nói cho vui miệng. Ngũ hành xung khắc ngày hôm nay có xu hướng cả thèm, chóng chán, tức là bạn hứng khởi với một điều gì đó ở phút này, nhưng phút sau lại trở nên thiếu tập trung vào bắt đầu quan tâm đến những mục tiêu khác. Thế nên đây là ngày không thực sự hiệu quả. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi. Hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác. Có tin buồn, tài lộc dễ hao, ngày khó có việc gì mà làm nên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ.
không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều biến động bất ngờ. Dự tính việc này lại ra việc khác. Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Có tài lộc, hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Không nên chần chừ, hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại. Nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định, hành động. Có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình. Có sự hao tốn về giao thiệp, mua sắm. Tử vi tuổi Tuất. Cho tuổi Tuất thấy rằng, hôm nay chính ấn mang tới sự hào hứng với việc học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới mẻ cho bạn. Vậy thì đây là cơ hội tốt để bạn tham gia các khóa học, hay đơn giản là thử tìm hiểu một môn học nào đó tạo cho bạn sự hứng thú, đừng lãng phí ngày cuối tuần của mình. Đừng xem thường những gì bạn học hỏi được trong những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Những kiến thức bạn có được sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc cũng như các hoạt động của đời sống đấy. Thổ hỏa tương sinh cho thấy bản mệnh được bù đắp tình cảm, bạn may mắn có được người yêu thương hơn là chính bản thân họ đấy. Hôm nay khá hứa hẹn cho việc hẹn hò của những người độc thân. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu, tất cả chỉ là dự tính, hoặc chỉ là tình cảm ban đầu có tính cách ngoại giao lịch sự chứ không phải là thật lòng. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe của người thân như sinh nở, chữa bệnh, hôn nhân, kết bạn. Trong công việc làm nên có sự dè chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác. Chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn. Cần phải có sự khéo léo khi nêu ý kiến vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được. Chỉ nên làm việc bình thường. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả. Có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Chớ nóng nảy hoặc buồn phiền khi nghe tin không vừa ý. Sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin ở xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất. Thuộc mệnh thủy. Công việc dù tốt đến mấy cũng phải đề phòng mọi chuyện, đôi khi có những sự việc, tin tức xảy ra ngoài dự tính khiến cho phải tạm dừng, bỏ dở. Riêng về mặt tình cảm trong nội bộ gia đạo thì tốt. Có tin xa, tài lộc trung bình, có khách đến hoặc có tin tức của họ thăm hỏi. Tử vi tuổi Hợi. Ảnh hưởng của lục xung khiến con giáp tuổi Hợi vướng vào mối quan hệ rắc rối mà bạn chưa từng nghĩ tới. Ngày hôm nay dù thế nào cũng phải bình tĩnh mới xử lý được vấn đề, nếu không mọi sự sẽ càng rối ren hơn. Hôm nay nếu con giáp tuổi Hợi càng cố làm gì lại càng sai dưới tác động của thương quan.
Các quyết định sai lầm về tài chính có thể đưa bạn vào rắc rối không mong muốn. Để tránh những phiền toái đó thì cách tốt nhất là nên có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi có chọn lựa của riêng mình ngày hôm nay nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở cho bản mệnh rằng, có thể bạn đang rất cố gắng để biến những giấc mơ thành sự thật, tuy nhiên bạn đang không đi đúng hướng. Đây là lúc bạn cần có một kế hoạch cụ thể trước khi bắt tay vào hành động, bởi vì nếu bạn chỉ làm việc theo hứng thì hiệu quả công việc sẽ không tốt đâu. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính hấp tấp vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi và ở đều khó quyết định, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi, mà còn đưa đến phiền lòng. Chờ đợi tin tức chưa có hoặc chỉ nhận được tin không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi. Ngày có tài lộc, hoặc gặp được chuyện như ý. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều âu lo, ưu phiền, có sự trái ý, gặp nhiều áp lực, trở lực. Nên đề phòng rủi ro. Có tin xa hoặc có người dự tính việc ra đi. Không nên dính líu đến chuyện thị phi, công việc của người, làm ơn mắc oán. Tài lộc trung bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.